Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Nam tặng ngôi nhà màu hồng dịp sinh nhật 30. Đây là năm thứ hai bạn trai Ngọc Trinh tự tay chuẩn bị một căn phòng toàn màu hồng nhân dịp sinh nhật cô tròn tuổi 30. Năm thứ hai liên tiếp bạn trai đại gia dành cho Ngọc Trinh những bất ngờ vô cùng thú vị trong ngày sinh nhật. Mới đây trên trang cá nhân, nữ hoàng nội y Ngọc Trinh không giấu được cảm xúc khi khoe bạn trai đã tặng sinh nhật mình bằng căn phòng được trang hoàng cầu kỳ đẹp như phòng công chúa với toàn bộ mọi thứ bằng màu hồng. Ngọc Trinh gửi lời yêu thương đến bạn trai, ngay sau đó Ngọc Trinh có những chia sẻ vô cùng xúc động, hạnh phúc, khoe với các fan về món quà, cũng như tâm thư gửi đến bạn trai nhân dịp sinh nhật tuổi 30. Đây là lần thứ hai anh lại chuẩn bị căn phòng đặc biệt này cho em thấy thương anh lắm vì anh luôn dành thời gian rất nhiều để chuẩn bị làm cho em những gì em thích. Nhiều khi em tò mò hỏi mà anh cứ nói bí mật, làm em tò mò muốn chết luôn. Cảm ơn anh đã đến bên em, mang cho em thật nhiều niềm vui bất ngờ và ngọt ngào hạnh phúc, luôn chiều chuộng và cưng em. Ở bên anh em cảm giác như mình là một cô công chúa nhỏ thật sự vậy. Anh giữ em từng chút một, dù đã xảy ra chuyện gì thì anh vẫn luôn xin lỗi em trước, em vui lắm. Anh yêu em vô vàn, anh yêu anh nhất trần đời. Buổi tiệc bí mật còn có sự xuất hiện của cô bạn thân Quỳnh Thư. Nhìn thấy hạnh phúc của bạn mình, cô chia sẻ: phải đích thân bước vào căn phòng này thì bạn mới cảm nhận được hết cảm giác của Thư lúc này. Một phần hạnh phúc thay nó, một phần ganh tị với nó. Tóm lại nhiều cảm xúc lắm, mà vui nhất là người bạn gái duy nhất có mặt ở đây để chia sẻ niềm vui với nó. Quan trọng là một sự cảm nhận được hạnh phúc của nó ngay lúc này. Mọi thứ do một tay người yêu bí mật set up tất cả, quá tuyệt vời, quá viên mãn. Rồi, có thể nói ở độ tuổi 30, Ngọc Trinh là mỹ nhân Việt Nam hiếm hoi có được nhiều thứ mà ai cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Hãy cùng nhau gửi lời chúc mừng sinh nhật đến Ngọc Trinh. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.